Chào mừng các bạn đến với kênh vlog của mình. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một sản phẩm mà các bạn có thể trang trí phòng khách, đặt trên bàn làm việc hoặc là quà tặng bạn bè. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nhé. Và đây cho các bạn một xe mô hình. Xe mô hình Moto Kawasaki Z1000 với tỷ lệ 1:18. Mình mới đặt trên mạng về luôn. Xe mô hình có bình xăng bằng kim loại, các chi tiết bằng nhựa ABS, lớp xe bằng cao su, bánh trước, bánh sau quay được, bẻ lái được luôn. Xe có chân chống, đế và hộp, tỷ lệ 1:18, kích thước dài 11 cm, rộng 4 cm và cao 6 cm. Đó, lên hình đẹp chưa? Đây, và nó bên ngoài đây. Làm cái hộp bằng nhựa. Cái đế rời mình có thể tháo con ốc ở dưới này ra nè, lấy chiếc xe ra nè. Đó, kiến hai kiến chứ hậu.
Tinh xảo